Hello, xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã đến và chưa đến kênh Điện Gia Dụng Nhật Bãi của Thanh Quá. Mình là Thanh Quá ha, năm nay 38 tuổi, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật. Quý khách nào có nhu cầu kết bạn hay đăng ký Zalo, Facebook hay gì đó, hay là muốn nhắn gửi gì đó, phải nhắn vào mình ha. Mình sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu quý khách ha. Hôm nay mình chụp hình test. Cái này khỏi test luôn, tại quá mới rồi. Còn pin luôn, chưa tháo, chưa gì hết luôn. Của máy lạnh Hitachi ha. Hàng cao cấp ha. Em này, một em là giá 250.000 ha. Hai em mình bán giá 400.000. Mau lẹ cho quý khách luôn ha. Ngoại hình còn cực kỳ đẹp. Nói chung là full, không có hộp thôi ha. Ủa, mà này đâu có hộp. Có nó vậy đó, nè đó. Chưa tháo cái bọc, niên phong còn luôn. Pin có bển luôn. Hàng nội địa nha quý khách, chứ không phải hàng Việt Nam hay hàng Trung Quốc nha, không có phân bì được nha. Đồ mốt hàng Việt Nam, Trung Quốc có 5-70 ngàn, 100 ngàn là hết đát rồi. Bấm 5-10 bữa nửa tháng là đi núi. Còn hàng này rất là nặng, hàng đồ nguyên của người ta nha. Nói chung anh em quý khách nào có biết xài hay có nhu cầu thì liên hệ mình ha. Mình qua các trang chợ tốt, Zalo, Facebook, YouTube. Rồi qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.